Bốn đúc kết sương máu gồm có cả thách thức và cơ hội nếu bạn muốn về vườn lập nghiệp, khởi nghiệp cùng nông sản và đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử hiện nay. Đây là chia sẻ của những người trong cuộc về cơ hội. Đầu tiên là có tiềm năng về thị trường. Xu hướng đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử hiện tại không chỉ ở Việt Nam mà đã và đang phát triển ở nhiều nước khác. Một vài hình ảnh của anh bạn lớn láng giềng Trung Quốc và có cả Thái Lan nữa. Ngay lúc này tại Việt Nam, chúng ta đã quen dần với những cảnh livestream bán nông sản ngay tại vườn như là vải thiều Bắc Giang, bơ bút Đắk Lắk và còn nhiều hình ảnh nữa, chứng tỏ xu hướng đang được quan tâm và lan rộng mọi tỉnh thành. Bạn có nghe qua OCOP hay chợ phiên OCOP? Hiểu đơn giản, đây là một chương trình của nhà nước ủng hộ nông sản vùng miền, mỗi xã một sản phẩm, không chỉ là một xu hướng nữa mà nhà nước đang đồng thời cùng ủng hộ. Cơ hội thứ hai, tiềm năng ẩn giấu ngay tại quê nhà. Việt Nam mình có rất nhiều món ăn ngon và đặc sản vùng miền. Vậy tại sao không tận dụng sức trẻ, sự thích nghi, nhạy bén để có thể lan tỏa nông sản và đặc sản vùng miền? Tin, điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được trái tim. Bây giờ là thách thức này. Đầu tiên, phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Nông sản quê đa dạng, rất ngon nhưng thường làm manh mún, nhỏ lẻ và thủ công. Nên làm sao phát triển được số lượng nhưng mà kiểm soát được chất lượng là một bài toán bạn cần phải giải. Chất lượng sản phẩm là một yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Để định hình rõ hơn mình cần phải làm gì, một gợi ý của Hana. Đừng ngại tham gia các cộng đồng, hãy học hỏi các anh chị, các bạn đi trước. Và nếu có thể, hãy thử thì khởi nghiệp nha. Có rất nhiều cuộc thi khởi nghiệp ở các tỉnh và vùng miền, khởi nghiệp ở quê rất được ủng hộ nha cả nhà. Bước ra thế giới để thấy được một bức tranh rộng hơn về kinh doanh. Về vườn, đừng quên học nha. Thách thức thứ hai, dịch vụ trải nghiệm khách hàng. Nếu đặt hàng ở thành phố, khách hàng hoàn toàn có thể được giao liền trong 1 đến 2 ngày, thậm chí là trong 1 đến 2 giờ thôi. Vậy nên khi khách hàng chọn lựa chúng ta, đó là điều rất quý và phải trân trọng. Ngày trước khi mà bên Hana chưa quen, nhiều khi 5 đến 7 hôm khách mới nhận được. Còn nay cả team đã cố gắng tập trung nhân lực để xử lý đơn hàng, tối ưu thời gian và chọn các bên vận chuyển để yên tâm hơn. Về các bên vận chuyển sẽ còn tùy thuộc vào shipper và bưu cục từng vùng nữa. Trộm vía là các bạn shipper giữa Hana dễ thương lắm. Những hôm đóng hàng không kịp, có bạn còn hỗ trợ cả đóng hàng, khiêng hàng đến tận khuya luôn cơ. Hana từng xem rất nhiều những video Trung Quốc có thể gửi cả cá sống này, gửi cả trái cây lên lõi mọi vùng miền. Mong hệ thống đường xá, logistics của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, thông thương khắp nơi để nông sản chất lượng của người Việt sẽ đến tay người Việt và mong tương lai có thể vươn xa thế giới nữa. Con đường nào cũng sẽ có vất vả, nhọc nhằn. Nhớ giữ cho mình sự bình tâm, kiên trì, làm việc tử tế nha. Con trẻ mà, cực một xíu cũng không có sao. Có một câu mà Hana thường nhắn nhủ bản thân, sống có tâm, đời sẽ thương. Và bây giờ, bạn còn muốn về vườn khởi nghiệp nữa chứ? Đừng quên, chia sẻ Hana với nha.